điều chỉnh cho họ bằng ngồi thẳng lưng lên và mình nhìn. Nhìn ra thì cái đột sóng này, cái răng sóng này nó có vặn vẹo hay không, và cái quan trọng muốn tôi nói là muốn kiểm tra họ có bị lệch hay không, đầu tiên cái tay này. Ở đấy á, con bấm mở. Bao giờ nghỉ cái đột sóng á? Ai cũng hết, nữ hay nam thì ở đây có hai cái lỗ này. Mở ra là nhìn là hai cái lỗ giống như con mắt ở đây, thì dùng hai cái ngón tay cái này đặt vào đó. Đặt ra thế này. Thì hai cái ngón thế này là đặt ra phía trên cái xương hông của họ, đặt trên xương hông của họ như thế đây, là mình nhìn. Mình nhìn như người này là đặt có thế này, là người này là cái hông không lệch này. Bởi vì hai cái chỗ này nó ngang nhau chứ nó những cái lệch đấy là mình nhìn là thế này. Có hiểu không? Thế bây giờ mình đặt cái chỗ nha này, nhưng mà hai ngón tay cái đặt lên cái lỗ này này, thì hai cái ngón tay đấy đặt trên xuống đè xuống là ở nhau cái xương hông này này. Là họ nhìn vào đây cái là mình biết ngay là có lệch hay không. Điều nhé, một cái diagnostic thứ nhất, cái thứ hai là bắt hồng đứng lên thì mình nhìn hai cái này thì rất là rõ ràng. Hai cái vai này, một cái điểm này mình điểm, nhưng nghĩa là mình nhìn vai có vai cao, vai thấp hay không. Thì nhất định hai cái vai này mình nhìn cái là nó phải một đường thẳng như anh này thì thế nào. Cái này hơi cao hơn cái bên cái này một tí này. Đúng không? Thì không thì không, mà vai thì không, để kiểm lo là cái trên đây nó đòi bị anh trên này là chứ không phải là bị cái này. Giữa lưng cũng bị hơi cao. Giữa lưng cũng có, bây giờ tôi tìm xem nó lệch ở chỗ nào không, cống thì kệ đó. Bởi vì mình biết cống hay không cống thì mình nhiều vì sao? Biết nguyên nhân của nó đến từ chỗ nào. Đúng chưa? Vùng này này, nhưng mà nó lệch ở vùng này á, thì mình xác định là cái vùng này là vùng của tinh. Nó lệch ở vùng này là vùng của thần. Nhưng mà tí nữa là xác định thầy biết cái vùng khí ở dưới này. Ok? Yeah. Đó là một cách để xác định. Đầu tiên là cách thứ nhất là cách gì? Dày. Đôi giày đấy. Đầu tiên mà nếu như họ thì nhìn thì mình lật lên mình khen mình chặt cái giày Adidas đẹp quá. Nào thì mua hà giả ở chỗ nào đấy kia. Thì đầu tiên là về. Thì hỏi cái thứ hai này là xem giảng đi rất đơn giản. Bây giờ muốn xem cái đột sóng nó vô lên nhất mình đặt thế này, thường thường ở đây là một cái đường ngang thế này này, là giữa cái đặt thế này, nhưng mình đặt ngang tùy theo mình đặt để mình ngắm thôi, để ngắm hai cái chồng vai này có thể nó cao hay thấp. Không sẽ bài đấy nữa. Bắt đầu sửa họ lại, bắt đầu nhìn đứng xa là nhìn để khắp cái căm của họ bên nào. Mình nhìn lên đây, nhìn lên đây có thể cái cằm nó vánh bên này hay là vánh bên này, nhìn thấy nó có vánh chỗ nào, nó vánh rõ ràng là cái cằm hơi vánh bên này và cái đầu nó hơi cao lên, đúng không? Nhất định là cái chân bên này nó sẽ dài hơn một tí, dày lên, đúng không? Kiểm tra lại rồi. Bây giờ kiểm tra, không cần kiểm tra, cởi dài ra con. Con lấy cái điện thoại để sửa lại cái mặt cho nó hình như thế. Con nằm ngửa ra, con để nằm ngửa thử này, khắp thử này để xoay cái gì. Bởi vì nó có cái lỗ, có ba cái phương pháp. Đầu tiên là mình phải hướng dẫn cho bệnh nhân, bảo bệnh nhân là bây giờ ngồi dậy. Ngồi này gọi là cái bắt bệnh nhân ngồi cái dài là ngồi trên bãi biển. Tôi là bọn tôi đi dạy là tôi nói thẳng là ra rất là ngồi trên cát. Thì cái tay ngồi trên cát là ngồi thế này này. À, đeo kính dâm xong nhìn ra mày cố cả mà ngoài cái kính này nó phải kính sắc đen này. Ngồi rồi. Thì mình sẽ nói với họ là tôi bảo anh nằm xuống là anh từ từ anh nằm xuống. Rồi bây giờ tôi bảo anh ngồi dậy. Ngồi dậy là ngồi giống ngồi dưới bãi biển trống lên. Và khi thầy bảo con vươn tới, nói với bệnh nhân là vươn tới là vươn lại thế này. Con vươn lại đó, vươn lại phía trước rồi ok rồi đó. Bây giờ cho bệnh nhân ngồi thế này. Thì cái thủ thuật cái này mọi người thật chú ý nha. Nó rất tinh tế nhưng mà rất dễ phát hiện ra là coi như 100% ngay. Đầu tiên là dùng cái bút này này, ở chính giữa cái mắt cá chấm một cái,
ở chính giữa cái mắt cá chấm một gai. Mọi người ở trên là mình ở trên này tôi nói cho tí nữa tôi sẽ chia ra từng nhóm cho mọi người nằm. Mọi người tôi sẽ đến từng nhóm mà cho mọi người nằm làm luôn, có nghĩa là mọi người phải thực hiện luôn. Tay tôi khổ anh sơn. Nó chưa chuẩn cho nên em phải chỉnh. Đây, hai cái đầu, cái đơn giản đầu tiên là mình chỉ cần sắp lại thế này này. Là nhìn hai cái gót này là biết ngay gót ngắn gót dài này. Nhìn cái nó lệch. Thấy chưa? Và lúc mà mình xếp lại thế này á là hai nhìn thấy là hai cái điểm này nó có ngang nhau hay không? Thì người này là ngang. Để lui ra để tôi nói cho tí nữa tôi sẽ chia ra thực hành. Thì nhìn hai cái điểm này này, hai cái điểm mình chấm dược cái mắt cá này thì chỉ cần đầu tiên là chưa cần họ vận động. Mà họ thấy ngang thế này á là mình rõ ràng là cái bệnh về thực thể của họ không bị gì. Có nghĩa là họ không bị gì về cân nặng chân ngài hoặc là bị bệnh cột sống, bị lệch, bị vẹo gì hết. Mà nếu như họ kiểm tra cái đế dày nữa, cái này cái nguyên nhân do cái lệch này là do cái gì? Có thể như thế là mình xác định do họ sự vận động. Thì cái sự vận động của họ có sai lệch hay không thì bây giờ mình kiểm tra các thứ. Cái sự vận động có sai lệch hay không? Lúc này mình kiểm tra là bên này là ngồi, bên này thấp, bên này cao, cái nhân nhá, cái chân này thì đúng không? Bây giờ cái tay này, hai tay là để cái gót chân vô họ lòng bàn tay mình. Để gót chân này. Hai cái ngón chân trỏ tại tôi tí nữa là mọi người chia ra từng nhóm tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Hai cái ngón này chia ra giống như cái cự thế này này. Nếu như mình họ vận động mà nó lệch thế này á thì nó lệch. Hiểu chưa? Nó lệch lên lệch xuống thế này thì mình gõ cái cừ này như này. Cái cừ tay là mình chĩa ra thế này trong hai cái ngón đấy. Để cho nó bằng nhau đấy. Xong rồi bắt đầu mình nâng lên, bây giờ con nằm xuống đi. Nằm xuống thì mình giữ thế như mình giữ như thế này. Cái ngón tay mình biết thì mình chấp lại thế này như này. Nó đã lệch nhau rất là nhiều rồi. Không, để cho họ xem. Rồi bắt đầu ngồi dậy đấy con. Thì mình nhìn cái ngón tay cái khó chịu nó dòng này, đây thấy chưa? Là lệch nhau một khúc này, xong rồi con vươn tới đây chỗ thầy đi, đấy, thì nó lệch nhau cỡ khoảng độ 1 cm, là cái sự lệch nhau này là dạy cho vận động, vạch cho sự đi lại vận động sai lệch chứ không phải là do cấu trúc của họ bị lệch, mà sự vận động bị sai lệch thì làm cái gì? Con ngồi sai, con đi sai, con đứng sai, thì cần phải làm cái gì? Sửa nó lại thôi là hết, chứ cần gì phải đến tác động một sóng. Lệch nhưng mà lệch nên là phải sẽ dẫn đến nguy hiểm. Lần dần nên là cuộc sống nó sẽ bị lệch. Đầu nó sẽ bị lệch, C1 nó sẽ bị rệt, gây nên đau đầu, hoảng loạn, tinh thần trầm cảm, thất tình. Rồi, cảm ơn con. Rồi bây giờ